Em không phải là hỏi anh điều đó. Em định hỏi tại sao lại xa em. Nói đi. Chưa đâu biết dòng đời lắm nhiều con sóng phù phàng, cho lứa đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ. Cho đến nay em thuyền đã sang bờ. Không bao giờ, không bao giờ, đó chỉ là cái cớ của anh thôi. Không bao giờ, không bao giờ, không bao giờ. Nếu về việc xa em thì anh sẽ nói không bao giờ, không bao giờ. Gọi điện em nói đó chỉ là cái cớ của anh thôi. Và bây giờ em sẽ quên anh thật sự nhanh thôi nhanh. Em ơi, đó không phải cái cớ để xa nhau. Làm sao anh vui, làm sao anh đợi nỗi buồn này qua mau. Càng níu lấy càng cố gắng thì càng thêm sâu. Anh đâu muốn phải ngồi làm bạn với mày đêm đâu. Đã uống nhiều bia nhưng anh vẫn không say nổi. Hết đêm nay thôi thì anh sẽ phải thay đổi. Không còn buồn, không còn nhớ về thằng Huy hôm qua. Coi như đây là lần vấp ngã mà khiến anh phải khôn ra. Em ơi, đó là một câu chuyện thật khó chịu. Dù em đã biết là trong chuyện này thì anh đã chịu khó. Anh phải chịu đựng những thứ người ta gọi là cay đắng. Tự nhủ phải ngừng cố gắng vì anh không có may mắn.